Công an Nóng đã từng đưa tin cảnh báo đến người dân về những giấc ngủ đắt giá mà nhiều người đã không may trở thành nạn nhân một cách vô tình. Vâng ạ, đúng như câu nói mà bà con hay truyền miệng nhau, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là chẳng tha ngày nào ạ. Quả thực khi cơn buồn ngủ mà ập đến thì khó mà ngăn nổi, nhưng quý vị hãy nhớ khóa cửa cẩn trọng trước khi ngủ, vì đối tượng trộm cắp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, như tình huống ngay sau đây là một minh chứng. Hình ảnh được ghi lại tại một căn lều tạm nằm dưới chân cầu Phú Mỹ, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nam thanh niên bận áo Grab đã lẻn vào trong rồi nhanh chóng lấy cắp hai chiếc điện thoại. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn tiện tay trộm luôn chìa khóa xe và nổ máy tẩu thoát. Nghe tiếng động, hai người trong căn lều giật mình rứt giấc và phát hiện tài sản đã bị lấy cắp, nhưng đã quá muộn màng. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Quả thật là sau những vấp ngã, những sóng gió ngoài cuộc sống, ai trong chúng ta vẫn sẽ cảm thấy được chở che, bao bọc, bình yên khi trở về nhà trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong điều tốt đẹp nhất đến với con cái của mình. Cũng vì thế, khi con cái đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, cảm xúc của đấng sinh thành lúc này không có một ngôn từ nào có thể diễn tả, chỉ biết nguyện cầu mong con vượt qua kiếp nạn. Mới đây, hình ảnh một cặp phụ huynh quỳ gối trước cửa phòng mổ, cúi đầu cầu nguyện suốt nhiều tiếng đồng hồ để mong cho ca phẫu thuật thành công đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hình ảnh được một tài khoản Facebook chia sẻ trên mạng xã hội với caption: "Con vào phòng mổ, bố mẹ quỳ suốt mấy tiếng, chỉ mong ca mổ thành công. Người mãi mãi thương bạn vô điều kiện ở thế giới này chỉ có duy nhất bố mẹ bạn mà thôi. Quả là không có nỗi lo nào lớn hơn khi nghe tin con bệnh nặng, đặc biệt là khi con bước vào phòng mổ, đối diện với nhiều rủi ro, sự sống mong manh. Với người làm cha làm mẹ, đó là nỗi đau thấu trời." Ngay khi chia sẻ, những bức ảnh này đã nhận được rất nhiều bình luận của thành viên mạng. "Tình yêu thương của cha mẹ là thế đó, không lời nào diễn tả. Con đau một, cha mẹ đau 10. Cầu mong con của cô chú được bình an. Mình xem xong mà xúc động rơi nước mắt. Luôn cố gắng thật khỏe mạnh, không để bố mẹ lo lắng.